Con ghé nuôi của Vũ Linh lên tiếng kiện Phương Lê khẩu chiến ca sĩ Nguyên Vũ vì chuyện hiểu lầm thôi. Con ghé nuôi của Vũ Linh là nghệ sĩ Bình Tinh đã lên tiếng về chuyện Phương Lê giận ca sĩ Nguyên Vũ. Hai ngày trước trên sóng livestream của mình, Hoa hậu Phương Lê đã chỉ trích ca sĩ Nguyên Vũ vì anh thực hiện phim ca nhạc về cuộc đời của con gái Vũ Linh là Hồng Loan. Trong khi đó, nàng hậu tuyên bố đã bỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh cho ái nữ của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Khi câu chuyện đang căng thẳng, con gái nuôi của Vũ Linh là Bình Tinh đã lên tiếng giảng hòa cực khôn khéo cho người anh và người chị của mình. Cô vui vẻ bảo, ông bà ta hay nói khẩu xà tâm Phật, chị là vậy, bụng bả khỏi chê hôi, tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả. Để hai anh chị bớt nóng, nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Loan thôi. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng ai sai, mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá. Chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay, cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu, rồi gặp nhau thì về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, cuộc đời bao nhiêu năm. Nhưng thật sự tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng, quan tâm đến Loan cũng như vấn đề này, tôi vui lắm. Song song đó vẫn có những suy nghĩ trái chiều, nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây, làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ, dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng, nhưng anh hai luôn kế cận chị Ni, Loan và tôi cũng như tất cả các anh chị, do là anh hai ít nói thôi. Nữ nghệ sĩ cũng nói rõ nguyên nhân mình và Vũ Linh ít đứng ra những vấn đề liên quan đến Hồng Loan. Mọi người có trách tại sao trong những cái công việc này nọ chỉ thấy chị Ni chứ không thấy anh hai và tôi. Vì trong những trường hợp quan trọng, ví dụ như bữa thẩm định nhà, đã có cô chú, anh chị em luật sư, người ta xử lý vấn đề này, mình ở đó đông đảo cũng không làm gì. Loan cũng có nói, anh hai chị ba ở nhà đi, có gì em gọi thì anh chị lên, còn bây giờ nhà cũng chật, đoàn luật sư cũng đông. Lên mình cũng chỉ đứng đó chứ đâu có làm được gì, đâu cả nhà, mình phải thượng tôn pháp luật. Các anh chị luật sư bên tòa án đã đến rồi, mình phải tôn trọng tất cả mọi thứ, mình không có quyền quyết định, thì mình ở đó để làm cái gì. Nên mọi người đừng nghĩ tôi và anh hai không có ở đó là không quan tâm em Loan. Em mà mình thương lắm, sao bỏ nó được, sao giận nó được. Anh hai thương lắm, Phương Lê cũng vậy, anh Nguyên Vũ cũng vậy, chị Ni càng thương nữa. Tất cả mọi người, không ai bỏ Loan, mọi người an tâm, đó sẽ là sợi dây kết nối.